Thân ái chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dạo một vòng thành phố Tây Ninh để xem tình hình kinh doanh các hộ và nhu cầu đi lại của nhân dân có giảm được giảm trong những ngày giãn cách hay không. Hiện tại thì chúng ta đang ở trên đường Võ Thị Sáu. Đây là hướng về chợ phường 4 nữa vị. Hiện tại Duy Nguyễn đang ở ngay ngã tư Ông Hồ. Bây giờ thì Duy Nguyễn sẽ bắt đầu đi lên hướng Võ Thị Sáu. Xe cấp cứu thì được liên tục hoạt động trong những ngày gần đây nha các bạn. Khi nào có những ca nghi mắc hay là những ca mắc á thì em cũng sẵn sàng đi cứu hộ liền. Hầu như là tất cả các hộ kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đó thì cũng đã được đóng cửa hết rồi, không có mở cửa nữa. Và ngay thời khắc này nếu như mà có mở cửa cũng chả có ai mà có nhu cầu và sẽ bị phạt rất nặng nha mọi người. Mọi người lưu ý, những mặt phẩm thiết yếu thì chỉ có những mặt hàng như là thực phẩm, lương thực, tinh bột, gạo, mì, các thứ đó là những cái thực phẩm thiết thực, rau, củ quả. Thì trong lúc này thì chỉ có lương thực là quan trọng nhất thôi, chúng ta chỉ cần lương thực là đủ. Các siêu thị và các trung tâm bách hóa thì luôn sẵn sàng phục vụ và cung ứng kịp thời lương thực cho chúng ta sử dụng, sữa sùng cho trẻ em, các nhà thuốc, đó là những cái thiết yếu. Bây giờ hiện tại thì chúng ta đang ở trường học Võ Thị Sáu. Tình hình của Tây Ninh ngay lúc bây giờ rất là phức tạp, nhiều nguồn lây chưa rõ nguyên nhân, cho nên là mọi người tốt hơn là nên ở trong nhà luôn và cũng đừng nên thăm viếng bất kỳ ai trong gia đình, tại vì có khả năng tiếp xúc và lây lan rất nhanh do biến chủng mới. Hết đoạn đường Võ Thị Sáu và đến đây là đầu đường Nguyễn Thái Học đó các bạn. Đây là đầu đường Nguyễn Thái Học. Con đường này cũng là một con đường chính và rất là nhiều căn hộ kinh doanh cũng đóng cửa luôn, không có bất kỳ một căn hộ nào mở cửa hết. Vô siêu thị mua cái gì vậy? Vô thử cái luôn đi nào. Bên trái chúng ta là trường Kim Đồng nè mọi người. Phải chúng ta sẽ đi về Cách Mạng Tháng 8. Ngay khu vực trên đây thì bây giờ chắc chỉ có dân văn phòng hành chánh là lưu thông thôi, còn dân thường chắc cũng không có thôi. Vắng gì lắm luôn. Đường xá lúc này thì có cảm giác như là những ngày mùng một Tết, hầu như là dân đều ở trong nhà. Tết mà không có bông hoa gì, Tết gì nổi.
dân mình phải nói, ở đây phải nói lúc bây giờ rất là sợ, vì ai cũng sợ, ai cũng sợ là sẽ bị lây lan, cho nên tự người ta ý thức luôn, chứ cũng chẳng cần phải bắt hay phải phạt gì hết. Mình phải là chợ Đất Thánh. Chợ Đất Thánh hôm nay thì cũng đóng cửa, không cho hoạt động, chỉ có những gian hàng bán trái cây với lại rau quả, vài căn lẻ tẻ bán chứ cũng không có nhiều nữa. Đường này là đường các bạn 8, bên phải chúng ta là bệnh viện Lê Ngọc Tùng. Không nhận khám bệnh luôn. Bệnh viện Lê Ngọc Tùng và tất cả các bệnh viện ở đây hầu như bây giờ là không tiếp nhận khám bệnh nữa nha các bạn. Chỉ cấp cứu trong những trường hợp cấp bách. Chúng ta vừa đi đến siêu thị Coop Mart Tây Ninh. Bây giờ mình sẽ vào siêu thị nha. Bãi đậu xe có 2-3 chiếc. Trước đây thì bãi đậu xe lúc nào cũng full chỗ. Hiện tại chỉ có 2-3 chiếc thôi. Dọc bên đây luôn. Vô khai báo y tế trước nè. Hiện tại khi mà vô siêu thị là chúng ta đều phải khai báo y tế hết các bạn. Các gian hàng không thiết yếu là đóng cửa hết rồi nè các bạn. Không, đóng cửa hết rồi. Này mì chay hay mì gì ta? Này mì Thái hả?
dễ quá. Mấy ngày nay là chắc người ta cũng đã dự trữ lương thực rất là nhiều quá, cho nên hôm nay cũng ít ai ra đường lắm mấy bạn, không có ai đi mua hết rồi. Siêu thị hôm nay cũng vắng ha, không có đông, nhưng mà vậy cho nó an toàn cứ chia nhau mà đi. Giờ này cũng là giờ người ta làm việc, công chức nhà nước cũng làm việc. Đây là gian hàng mì ly với lại đồ mấy cái thức ăn nhanh đóng bịch sẵn. Đây bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nó ăn nữa. Kẹo dẻo nè, đây kẹo dẻo nè, kẹo này ngon nè, kẹo này nhâm nhi ngon. Với lại kẹo sô-cô-la hay kẹo dâu gì đó. Ừ, LB đi. Về luyện phim ăn. Lắp mới đi. Lấy mấy lắp bài úp nè. Nè. 40 ngàn mới. Phú Quốc hả? Mà sao có bài ở Phú Quốc là sao ta? Lấy thêm chai bự nữa đi. Giờ anh có anh uống liền. Coca đi ha. Cái này đi. Cái này dễ uống. Kệ. Ở nhà tự mua bia về uống nha mọi người. Mua bia về nhậu tại gia. À, vừa rồi là chúng ta đã vào siêu thị của ấp mát Tây Ninh và Duy Nguyễn đã mua một số đồ dự trữ sẵn để cho các bạn biết được tình hình của siêu thị và thành phố Tây Ninh lúc này. Thì hiện tại siêu thị vẫn đang được cung cấp lương thực rất là nhiều và chúng ta có thể vào mua bất kỳ lúc nào. Nhưng mà mọi người lưu ý là trước khi vào nhớ đến bên phải ha, sẽ có một cái quầy để khai báo y tế và chúng ta cứ ghi số điện thoại và các thứ vào đó để nhỡ như mà có một cái trường hợp Covid nào đó mà vào siêu thị đó là mọi người sẽ biết được là chúng ta đã có tiếp xúc với họ hay chưa, vào ngày nào, giờ nào. Đó thì đó là cái cách tốt nhất để chúng ta phòng chống cho bản thân mình. Còn bây giờ thì Duy Nguyễn đã ra ngoài và Duy Nguyễn hiện đang trên đường cái bàn tháng 8. Bây giờ Duy Nguyễn đang trên đường chạy về nhà. Đó. Tuyến đường mua bán sầm uất nhất của Tây Ninh ngày hôm nay rất là vắng vẻ và thưa thớt người qua lại. Thậm chí tất cả các shop hay là các cửa hàng không cần thiết là hầu như là không có bất kỳ cửa hàng nào mở cửa hết các bạn. Coi như là người dân ý thức rất là tốt trong việc phòng chống Covid đợt này. Nếu như mà tình hình này mà cứ kéo dài thời gian thì Duy nghĩ chắc sẽ không lâu thì Covid sẽ được dập tắt. Đó là ý chí và tinh thần của mỗi người dân, trách nhiệm của mỗi người. Thì mỗi một người dân của chúng ta y như là một chiến sĩ thôi. Đó. Ai cũng tự ý thức được như vậy thì quá tốt và sẽ mau chóng trở lại trạng thái ban đầu. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ không bay livestream được tại vì Duy Nguyễn cũng hạn chế ra ngoài, Duy Nguyễn chỉ ở trên xe chạy từ nhà đến siêu thị rồi thôi. Cho nên có gì các bạn thông cảm và hy vọng là sau đợt dịch đó là Duy Nguyễn sẽ làm nhiều cái MV về Tây Ninh để phục vụ cho bà con ở xa. Hiện tại thì chỉ có thể quay đơn giản như thế này để mọi người nắm bắt được tình hình và thông tin.
Còn bây giờ thì thôi, Duy Nguyễn xin phép chào toàn thể cả nhà nha. Chúc cho mọi người ở nhà thật là vui vẻ bên người thân và gia đình, và luôn an toàn. Xin chào, ai rảnh thì vào Nhịp Điệu Giải Trí để nghe Duy Nguyễn kể chuyện và hát nha. Kính chào bà con.